nhưng chưa có ai xem cả. Ồ, cái điện thoại của Quân đâu rồi? Cho Hiền lên tường đi. Kiếm gì à? Hello. Không có chứ, chị mình điện thoại. Cầu số mấy hả? Không có cầu. Các bạn nào đã thích áo Queen đang mặc không? Xinh lắm nè. Bắt đầu chuyện rồi đây má. Hello mọi người. Hello mọi người. Mình đang mặc là của Huy nha. Mắt Huy đẹp quá. Nhưng mà nó mới chê đó em. Mắt chị à, chị đang tính đi nhấn mắt nè. Sao sao chị tát qua em không được á? Chị nhận được tiền rồi nha. Trời, chị đem một kiếm kèo á. Xin chào Phú Ca. Ôi, chị nhận được tiền rồi. Mà áo của Queen đang mặc, các bạn nào thích thì inbox cho Queen nha. Mặc với chân váy xinh lắm á. Ủa sao hôm nay livestream bị gì vậy ta? Để xem. Đuối quá. Quân ơi, Quân, cho chị mở điện thoại Quân. Đây thì Quân nữa. Xin chào mọi người. Hello mọi người nha, Facebook mình là Vũ Phương Hồng. Có bà. Mình là team bên ngoài. Như sức mình ơi, đang mặc là cổ Vũ Khuyên. Quân, Quân bắt mắt xây cho chị này à. Em bỏ không được. Ờ, ok.
Đây có phải hai chị em? Ờ, hai chị em cùng cha khác ông nội. Nhạc đủ quá. Hello mọi người, giám sức mình đang mặc là của Vũ Khuyên nha. Còn để có một da mặt nhìn nhẹ, da mặt bình thường. Giờ bấm vào nhà không bảy bóng nha, không có một miếng gì đó. Không có một miếng, chỉ có đám lá hồng nữa. Không có một miếng chi luôn. Mọi người muốn da mặt đẹp với mình thì liên hệ Facebook mình nha. Tàn. Hay quá Khuyên. Hello chị yêu, bây giờ tụi em ra nè. Khuyên lúc nào cũng hay hết á. Em đang qua, chuẩn bị qua nè, em live stream một chút xíu rồi em chạy qua với chị. Hai chị làm mũi cùng một bác sĩ. Nó cũng sưng ngoài tại vì chị không có kỹ. Tại chị ăn sò xì hành lại ngứa quá. Nè, có mặt tóc còn bán nha. Đây nè, có mặt tóc nè. Tóc của Binh với cả Khuyên là không hề nối luôn á mọi người. Tất cả cái là xài có mặt tóc của Khuyên nha. Có mặt tóc còn bán nè. Đúng đây chưa vậy? Nè, có tóc không có mối nối luôn ha. Mọi người ơi, có mẫu dâm này mới về nè, xinh lắm luôn đây. Mẫu dâm này nè, mặc lên xinh lắm nè. Nói thêm cho năm cái bớ ai vào mua màu gì bớ dơ vậy. Thuốc mập tóc là 600.000 một chai nha em. Bà Mai đúng không đó? Cái này là dạy bớ hả mà mua á. Còn màu hồng á, màu xanh lá tươi lắm. Màu xanh bữa nay bà mang đến rồi. Chị muốn màu hồng mà. Nè nè, hồi giờ em mới lấy cái màu. Nè nè chị, hồng xem có mặt một chiều nha. Mọi người ơi, cái zoom này mới về hàng này xinh lắm. Bà Sang ơi, đặt cái này nè. Thử đi chị. Năm đen năm trắng. Mẫu này xinh lắm nè. Đứng lên em xem mẫu hồng. Hồng bộ của hồng. Đứng lên xem. Hồng đứng lên. À. Hồng hay là em vô em thay đồ gì đi. Em thay bộ này nè. Nè. Ừ. Thay bộ này đi, bộ đó xinh lắm á. Thay đi cho mọi người xem. Mọi người chờ mình. Em xoay một vòng đi con. Nè, đẹp ha. Vú bự. Vú bự lắm. Của má này nhìn ghê quá. Hả? Đâu? Mọi người chờ chút xíu nha. Em Khuyên ra thay đồ cho mọi người. Mà.
Ơi, cái màu nó 900 nha. Còn cái này thôi chứ. Hả? Cái này ờ. Cái đó 600. Áo khuyên đang mặc có bán nha mọi người. Dung chị Hồng mặc là cái đó là còn một cái duy nhất thôi em. Cái đó của chị là 700 nha. Hồng ơi xong chưa? Ủa này xinh mà đúng không? Em cái dung nãy chị mới mặc á, em mua đi mặc dáng đẹp cực kỳ, chị thấy vậy luôn á. Mà cái đó còn có một cái à. Ừ, còn một cái màu duy nhất. Lấy cái đó đi, cái đó mặc dáng đẹp lắm á. Ờ, cái đó còn một cái, bạn nào lấy thì inbox cho Queen nha. Rồi. Chặt quá vậy. Mày dùm này quay ra đằng sau hả? Quay sau cho mọi người coi, em quay ra đằng sau đi. Để chị cột cho em. Cái này nó cũng này. Bà phải làm dây đúng không vậy? Phải trang luôn đó. Xỏ dây vô đây là đúng rồi nè. Còn vậy đúng rồi đó. Bà lấy cái hình ra đây. Vậy đúng rồi nè. Lấy cái sợi dây hình ra đi. Và bỏ cô hả nha. Đây. Xích ra đây má. Sau này mọi người có coi livestream này thì chờ em một chút xíu nha, em tiêm môi xong em qua. Ê, livestream tiêm môi á, để em livestream tiêm môi. Thôi khỏi cần livestream gì. Em làm mấy gì em. Livestream tiêm môi. Gì vậy? Gì hả? Mọi người
người có muốn mình thử bộ đồ này không? Đừng có tin vô, đừng có tin vô cái máu hay là cái gì nha. Em thêm vàng với lại chút hai người cho chị. Cho nó dẫn lên á. Tin cho nó dẫn lên với lại tim. Ở dưới này em nhớ gặp ta trẻ, đừng trẻ quá nha. Trẻ hơi trẻ một tí thôi. Hello. Em tiếp mua ở đây có chị tim luôn này chị. Em bán thuốc mà em. Công ty thì chị đó, em không biết là bao nhiêu hả? Đâu chưa, cho điện thoại của Quân đâu rồi? Cái điện thoại của Quân đâu rồi? Hello bé yêu Hồng Đào Huỳnh. Chị đang xài son quạt ESL nè bé yêu. Đẹp ha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị live stream Vũ Khuyên Timo cho mọi người xem. Timo trực tiếp được nhiều người xem lắm đó. Đẹp xanh. Để chị hỏi son này của Khuyên, để chị hỏi Khuyên mua ở đâu chị tặng em yêu một cây nha. Khi tất cả những gì em gió cho hết cho em ngọt ngào. Rồi nhìn em. Sao vậy? Sao mọi người? Chị có gửi cho chị Hồng á, chị Hồng có gửi cho em cái mô đâu. Tại vì cái mô chị nó cũng khó tin. Đưa cái điện thoại chị cái Hồng. Ờ. ESL hả? Màu để chị coi lại. Cái son này hình như là Khuyên đặt ở bên nha, ở Mỹ về á em yêu. Hello Nguyễn Thanh Thanh. Bà rất là tin thẳng silicon vào mặt chị luôn mà. Lúc ấy chị không có biết lo là gì cả, chị mới tim á. Sau này nó bị rớt xuống đây. Chị lấy một lần mà giờ phải đi lấy. Khuyên mẫu em đang mặc bao nhiêu vậy? Dùm em đang mặc bao nhiêu vậy? Mẫu mình đang mặc là 750 không. Nha. Đưa điện thoại. Lấy điện thoại em đi. Lấy điện thoại chị lấy cái hình thôi.